thần tài đảm bảo 100% gây chấn động giới tử vi học. Bốn con giáp đổi vận chúng lớn trả hết nợ nần đổi đời giàu có sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, chúng ta sống trong những chuỗi nhân quả tuần hoàn. Ở trong cái quá trình đó thì bất kể loài nào cũng không tách ra được khỏi cái quy luật này. À, có những người liên tiếp gặp may mắn giàu sang phú quý nhưng cuộc sống hàng ngày tạo nên cái ác nghiệp và mất hết cái thiện nghiệp nên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần trắng tay khổ cực trăm bề đức năng thắng số chính là như vậy cuộc sống có đức độ ắt sẽ thắng được cái số phận nghiệt ngã mà do nghiệp của chúng ta tạo ra và trong 3 ngày tới đây ngày thứ hai thứ ba thứ tư đầu tuần sẽ có bốn con giáp bước qua khổ nạn bước vào cái thời kỳ vượng phát mạnh mẽ lội ngược dòng số phận của mình khi mà được thần tài ban lộc, song lộc, phúc tinh nó cao chiếu. Quý nhân lại tề tựu dẫn đường và ban cho nhiều cái vận may vô cùng. Chúng số độc đắc, giàu có, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi cái sự vất vả, nợ nần và nghèo khổ một đời. Đổi lợi là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, an nhàn sung túc, khiến cho mọi người phải kính nể để, để biết được đó là bốn con giáp nào, cụ thể là những tuổi nào. Và làm sao để sớm nhận được những cái may mắn đó Thì ngay sau đây là phần luận giải chi tiết của tử thông Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Trước khi đi vào phần nội dung chi tiết Quý vị hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh Và bấm vào biểu tượng chuông thông báo Để nhận những cái video sớm nhất từ tử thông quý vị nhé à, Thưa quý vị à, vị trí đầu tiên con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 âm lịch không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tuổi Thìn À, quý vị thân mến Nói chung ấy, trong thời gian này những người tuổi Thìn trời sinh thì có quý nhân phù trợ đường đời gặp nhiều cái may mắn đấy à, có vận cái khí Hanh thông rất là tốt họ thông minh lĩnh ngộ lỗi lạc và thường làm nên cái nghiệp lớn vốn dĩ những người tuổi Thìn đã là những con giáp được thần tài che chở bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy cái tài lộc xung quanh mình cái hoạch tài cũng nhiều vô kể khiến bao người phải thầm ngưỡng mộ và ghen tị à, các chuyên gia tử vi phương đông cũng cho hay Trời sinh những người tuổi thìn đã có tài vận hơn người, thật may mắn khi mà con giáp này lại gì hiếm khi rơi vào cái cảnh thiếu thốn tiền bạc, tiền cứ hết rồi lại có. Nếu như bạn sinh năm thìn mà cho đến thời điểm này ấy, mà các bạn vẫn thấy tài vận của mình chưa cất cánh, thì có lẽ là các bạn chưa thực sự tập trung sức lực, trí lực vào công việc mà thôi, cũng như chưa dành thời gian để đầu tư cho cái sự nghiệp của mình. Nếu mà các bạn làm được những điều đó, thì chắc chắn vận may cũng sẽ kéo đến tài lộc thì được tăng tiến và bắt đầu trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 âm lịch tới đây ý, thì thu nhập của quý vị cũng sẽ ổn định có những khoản tiết kiệm đề phòng khi mà bất chắc và các chuyên gia tử vi học cũng cho thấy nói chung ấy, trong 3 ngày tới đường tài lộc của những người tuổi thìn sẽ thực sự là có những bước chuyển mình mạnh mẽ và chuyển mình theo cái hướng tích cực cả chính tài và thiên tài đều vây quanh điều đó cho thấy là cái thu nhập của quý vị sẽ ngày càng gia tăng từ cái nhiều nguồn khác nhau cả công việc chính cũng như là nghề tay trái thì cái nguồn thu linh hoạt cũng đã giúp cho những người tuổi thìn tự tin và có thể là gì tự chủ được cái vấn đề tài chính không bị phụ thuộc vào những cái nguồn thu nhất định sẵn sàng để đối phó với những cái biến cố bất ngờ có thể xảy ra các bạn có thể linh hoạt thay đổi cái cách thức kiếm tiền của mình hơn nữa bản mệnh còn có cái nguồn sinh lực dồi dào hiếm có Sức khỏe thì tốt, đó cũng là cái nguồn đáng quý mà không phải ai cũng có được trong thời gian này. Cái điều đó cũng sẽ giúp cho những người tuổi giáp thìn bắt đầu làm việc với cái tinh thần là chỉn chu hết mình. Cái hiệu quả công việc thì cũng ngày càng được nâng cao, cường độ làm việc cũng gấp gáp, cũng cái gì chẳng thể làm khó được những con giáp này. Và bản mệnh biết cách để lên những kế hoạch làm việc một cách hợp lý, thu nhập thì cũng tăng vèo vèo. Tiền bạc thì luôn rủng rỉnh trong tay. À, những người tuổi thìn trong thời gian này cũng sẽ phát tài phát lộc là cái điều hiển nhiên. Và bởi vì ý, bình thường thì ai cũng gì có thể thấy được cái sự thông minh linh hoạt của con giáp này. Gia chủ biết suy nghĩ thấu đáo, có năng lực thực sự à, càng rèn rũa qua thời gian thì lại càng trở nên sắc bén hơn. Tuổi thiền ý, thì cũng sớm hiểu chuyện, sống thì cũng sớm trưởng thành, biết lo toan cho gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Và đặc biệt là trong 3 ngày tới, thứ hai thứ ba thứ tư tới đây ấy, thì cái vận trình của những người tuổi thìn sẽ vô cùng là may mắn. Những người tuổi thìn sẽ nô nức đón những niềm vui mà các tinh ở bên cạnh tương trợ sẽ khiến cho họ không quá cô đơn lạc lõng nữa. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thể là gì? Gắng gượng chống đỡ mọi cái vất vả trong suốt thời gian vừa qua và mọi thứ sẽ trở nên tốt lành hơn. Đặc biệt về đường tài vận thì có cái dấu hiệu là phát tài phát lộc. Hiện tại bản mệnh nên chăm chỉ, tĩnh dưỡng cái bản thân tránh để cơ thể nó bị mệt mỏi hay là căng thẳng, quý vị nhé. Ở à, trong thời gian này cái việc đầu tư kinh doanh nó cũng khá là thuận lợi Ngay cả cái chuyện khai trương mở cửa hàng hay là lập nghiệp ấy, thì cũng không quá khó khăn Thu nhập của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng được tăng lên trông thấy Vì vậy để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh ghế vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn đầu tiên tiếp theo cái vị trí thứ hai mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là những người tuổi xíu à, thưa quý vị à, theo đánh giá của các chuyên gia tử vi học thì từ đầu năm đến giờ là cái thời gian khá vất vả và khá nhiều cái chuyện buồn phiền đến với những người tuổi xíu nhưng quý vị hãy yên tâm À, các chuyên gia tử vi học cũng dự báo những người tuổi sửu chính là một trong những con giáp phát tài phát lộc trong 3 ngày tới nhờ cái việc tận dụng được cái lợi thế sẵn có của mình à, sắp tới có cái cát tinh nó trợ mệnh vậy nên những người tuổi sửu cũng dần thoát khỏi cái vòng kìm kẹp của cái hung tinh nên có thể dễ dàng cải thiện được cái vận mệnh của mình nhất là về sự nghiệp tài lộc à, những ngày khốn khó cũng sẽ dần dần lùi xa chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt lấy thời cơ ấy, thì có thể nói là đây là một cái khoảng thời gian đấy sẽ gì huy hoàng rực rỡ đối với những người tuổi xíu. Và những người tuổi xíu chưa bao giờ thiếu cái năng lực trong công việc. Cái khả năng làm việc của những người tuổi xíu thì luôn được cấp trên đánh giá cao. Cái thứ mà quý vị có thiếu có lẽ chính là cái cơ hội để mà bật lên trở thành cái gương mặt sáng chói trong mắt của tập thể, được cấp thêm cho nhiều cái nhiệm vụ quan trọng mới, đồng thời cũng được cất nhắc lên những vị trí quan trọng hơn phù hợp với cái năng lực của mình. À, bản tính trầm ổn, không nóng nảy, bột chộp mà vẫn giữ được cái sự bình tĩnh sáng suốt sẽ giúp cho những người tuổi sửu xử lý được các vấn đề mà bất ngờ nó phát sinh à, những cái sự cố cần phải giải quyết nhanh nhất có thể để mà giảm thiểu cái thiệt hại xuống mức thấp nhất à, đã làm việc gì thì những những người tuổi sửu cũng sẽ gì không để cho người khác phải bới móc được cái sai sót của mình à, bên cạnh đó à, các bạn có thể gì tiến chậm hơn so với những người khác trong thời gian tới có cơ hội đến để cho con giáp này chuyển vận giàu sang cái hiệu quả làm việc của những người tuổi xíu cũng tăng đáng kể trong thời gian này khiến cho cấp trên cũng dần dần chú ý và công nhận cái năng lực của bản mệnh cánh cửa cơ hội đang mở ra với những người tuổi xíu muốn kiếm tiền thực sự thì cũng dễ dàng như trở bàn tay có quá nhiều cái cơ hội mà các bạn có thể là gì hoàn toàn nắm giữ và xử lý một cách nhanh chóng được à, trong vòng 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 âm lịch tới đây ấy, thì nó cho thấy là cái thu nhập của những người tuổi Sửu sẽ tăng cao gấp bội, muốn nghèo thì cũng khó. Cái vận khí của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng được dự báo là có nhiều cái biến động trong khoảng thời gian này ấy. Phần lớn là mọi chuyện nó diễn ra theo cái chiều hướng tích cực. Theo đó, mà trong 3 ngày tới đây, những người tuổi Sửu cũng sẽ có thể là gì? Có nhiều cái thay đổi bất ngờ khi mà bước vào cái thời gian này. Cái vận khí của các bạn có thể bất ngờ À, vận hành một cách trơn tru hơn, hanh thông hơn, tài vận thì rực rỡ không ai sánh bằng. Công việc có cái cơ hội được thăng tiến, thu nhập thì cũng ngày càng ổn định và có phần dư giả hơn trước rất là nhiều. Đặc biệt trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nếu có cơ hội thay đổi cái công việc thì quý vị cũng sẽ nhận được nhiều cái lời mời hợp tác miễn là phù hợp với cái sở thích và cái chuyên môn của mình. Vì vậy quý vị hãy nắm bắt đến cái cơ hội. À, đôi khi cái cơ hội nó đến khá bất ngờ, quý vị hãy cứ lạc quan, mạnh dạn, ngay cả khi các bạn không dám chấp nhận cái rủi ro hoặc là lo ngại những cái khó khăn ở trước mắt thì quý vị vẫn có thể là gì cố gắng thử thách bản thân làm việc một cách chăm chỉ để thoát khỏi cái vòng kìm kẹp của vận đen quý vị nhé. À, đặc biệt cái cơ hội đầu tư tốt nó sẽ tới với những người tuổi xíu, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh buôn bán bản mệnh có thể gặt hái được những cái thành tựu vang danh tiếng lành đồn xa. Qua đó uy tín của những người tuổi xíu thì ngày càng được củng cố, khách hàng thì cứ kéo đến nườm nượp, tất nhiên sẽ kéo theo cả cái lợi nhuận được gia tăng. Nếu mà quý vị mà biết áp dụng cái phương pháp quản lý tài chính phù hợp thì hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. À, bên cạnh đó lại được thần tài đồng hành trong cái thời gian này. Vậy nên là trời sinh những người tuổi tân sửu nói chung là những người nhân hậu, hiền lành, biết sống vì người khác. Chính vì vậy mà trong thời gian tới cũng là một cái thời gian cực kỳ may mắn đối với những người tuổi sửu. Vì vậy để gia tăng thêm cái vận thế cho mình cũng như là để được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu đó là con giáp may mắn thứ hai à, thưa quý vị con giáp may mắn thứ ba trong ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư tới đây thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi thân Quý vị thân mến, à, những người tuổi thân cũng nằm trong top một trong bốn con giáp cực kỳ may mắn trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tài lộc vượng đến vậy không chỉ đơn giản là nhờ vào cái may mắn mà bản thân của họ cũng sẽ gì có nhiều cái cố gắng và nỗ lực. Vốn là những người thông minh, lanh lợi, những cái chuyện cần tính toán đường xa, cần phải là linh hoạt, thích nghi à, với cái thời cuộc thì con giáp này làm cực kỳ tốt, khiến cho hiếm ai có thể vượt qua được cái tài năng thì cũng chẳng thiếu chỉ là cái thời gian trước ấy những người tuổi thân thì luôn chịu cái sự kiềm kẹp của cái vận thái tuế và cái vận tam tai đấy nên tới bây giờ cũng chưa thể vượng phát được à, tuy nhiên tài lộc khó có thể đạt được cái như mong muốn cũng trong cái thời gian này nhưng mà không phải chờ lâu nữa chỉ cần trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư thì con giáp này sẽ giải thoát được khỏi cái vòng kiềm kẹp của các hung tinh lại gặp được nhiều cái cát tinh nó tương trợ nên cái vận trình của những người tuổi thân từ đó mà cũng được khởi sắc rực rỡ công việc thì tiến triển một cách tốt hơn, con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc thì được mở rộng thanh thang, khả năng thăng tiến cũng cao hơn so với những con giáp khác. Bên cạnh đó, cái chuyện tăng lương, tăng thưởng cũng không còn quá xa đối với những con giáp này nữa. Tài vận của những người tuổi thân trong thời gian này cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Tiền bạc thì không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, tài lộc cũng không cầu mà nó cũng tự đến. À, có thể nói, những người tuổi thân sẽ bước vào một cái giai đoạn có thần tài ở bên hỗ trợ, nên là quý vị không cần phải lo lắng quá về cái chuyện tiền bạc và đặc biệt trong 3 ngày tới đây thì những người tuổi thân hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với cái nguồn thu khổng lồ các vấn đề về tài chính cũng được giải quyết một cách triệt để không còn cái nỗi lo lắng bất an về mặt tiền bạc nó thường trực nữa à, thưa quý vị nói chung ý, những người tuổi thân là một trong con giáp cực kỳ may mắn về vận trình tiền bạc à, bên cạnh đó nói chung ý, trong một khoảng thời gian dài khó khăn trong quá khứ thì hiện tại quý vị cũng đã gì À, gặp đủ những cái chuyện xui ngoài ý muốn tiền bạc không dễ kiếm tiền vào thì à, khó mở tiền ra thì dễ mặc dù là bỏ nhiều công sức trong thời gian trước đây ấy, nhưng mà thành quả thu nhận được cũng không được là bao khiến cho nhiều lúc những người tuổi thân cảm thấy tràn trề thất vọng nhưng ở đời làm gì có ai mà đi trên thảm đỏ nói chung ấy, đi đến thành công thì quý vị cũng phải trải qua những cái gian nan những cái thử thách hết cả và các chuyên gia tử vi phương đông cũng có nhận định rằng Đấy, bắt đầu từ 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 trở đi. Những người tuổi thân sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ à, trong cuộc sống của mình đấy. Tài lộc thì dần dần được vượng phát trong thời gian tới. Những người tuổi thân cũng sẽ gì thấy vận trình của mình có những cái biến đổi tích cực, tiền bạc nó kiếm dần dễ dàng hơn. À, hậu vận thì cũng sẽ được may mắn, sung túc và đầy đủ. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn và được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi mùi. thưa quý vị, xin được chúc mừng những người tuổi mùi. Đây là một trong con giáp may mắn trong năm 2024, 25, 26 tới đây. Đặc biệt trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 âm lịch, tuổi mùi cũng sẽ đạt được cái vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng được tăng tiến, nhất là về con đường tài lộc. Những người tuổi mùi có sức chiến đấu vô cùng là kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thế nào đi chăng nữa thì các bạn vẫn tìm ra cái cách để mà thích nghi với cái hoàn cảnh và tìm được cái hướng đi cho mình à, giữa cái khó nó lại ló cái khôn những người tuổi mùi thường không mấy khi mà khoa trương khoe mẽ à, thậm chí là các bạn dường như là có cái thuật ẩn mình khiến cho những người khác chẳng mấy khi để ý đến cái sự hiện diện của các bạn à, có thể đôi khi cái điều đó nó sẽ khiến cho con giáp này cảm thấy là cô đơn lạc lõng nhưng phần lớn cái thời gian của bạn là gì tận hưởng cái sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được cứ thế cái việc của mình thì mình làm những người tuổi mùi chẳng cần quan tâm đến những cái thời cuộc hoặc là cái thế sự ngoài kia cũng hiếm khi bị ai quấy dày phiền nhiễu à, gây khó dễ cho mình đấy thì mọi chuyện cứ thế được xuân sẻ thuận lợi đúng như kế hoạch ban đầu đã đặt ra đặc biệt trong vòng 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư thì lại có nhiều cái cát tinh nó nhập mệnh quý nhân vây quanh những người tuổi mùi làm gì cũng sẽ được thuận lợi hơn may mắn có được sẽ giúp cho những người tuổi mùi ấy, À, dễ dàng tìm được đến cái mục tiêu đã định trong thời gian trước, à, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay là trắc trở, à, bản chất hiền hòa chân thành, các bạn cũng sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân à, đến giúp mình, à, cái nhân duyên nó tốt, nó cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cái cơ hội để cho những người tuổi mùi tìm kiếm được nhiều cái tiền hơn, à, nhất là trong những cái người mà theo nghiệp kinh doanh buôn bán hay là đầu tư ấy, thì bản mệnh sẽ gặp nhiều chuyện như ý và may mắn cũng sẽ kéo theo hết năm đối với những người tuổi mùi nói chung ấy trong thời gian trước thì bị hung tinh nó nhập mệnh vì thế mà những người tuổi mùi dễ dàng gây mâu thuẫn tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao hay là thị phi nó cũng rồn rập nó bủa vây trong cuộc sống đôi khi khiến cho những người tuổi mùi rơi vào cái căng thẳng mệt mỏi xong à, các bạn không cần phải quá lo lắng bởi sắp tới thì có cái tài tinh nó chiếu mệnh và nó tương trợ nó giúp sức đẩy lùi những cái xui xẻo và những cái khó khăn ở trước đó dành chỗ đón cái cắt tinh đấy mang lại cái vận may cho những người tuổi mùi à, nếu mà biết nắm bắt lấy cái thời cơ thì tiền kiếm được cũng thực sự là nhiều không xẻ tuy nhiên ở trong thời gian này những người tuổi mùi cũng cần phải nhớ à, cái thời cơ nó không dài nếu mà nhanh tay chớp lấy thì còn được còn chậm chân ấy thì dễ bị người khác nẫng tay trên thì ngoài ra quý vị cũng đừng để cho mình lún sâu vào những cái trò cờ bạc đỏ đen phải biết điểm dừng nếu không ấy có thể là gì kiếm được một đồng mà lại bay bay mất 10 đồng thậm chí là nhiều hơn nữa quý vị hãy tập trung vào phát triển cái sự nghiệp cái công việc của mình cần phải có sự nhìn xa trông rộng nhìn vào cái lợi lâu dài chứ đừng để tham lam cái lợi trước mắt bên cạnh đó quý vị cũng cần phải có các khoản tiết kiệm để đề phòng những lúc khó khăn hay là gì để đề phòng những lúc mà mình muốn xây dựng một cái mối quan hệ mới cũng như là gì xây dựng mở rộng cái doanh nghiệp à quý vị cũng chưa nên để cho mình chi tiêu quá thoải mái đến mức là phung phí Uh, nương chiều bản thân là tốt nhưng mà quý vị cũng đừng nương chiều quá sức Cuộc sống này thì vận mệnh nó xoay vần, chẳng ai nói trước được điều gì Vậy nên uh, hôm nay có thể là giàu sang sung túc đủ đầy uh, Nếu mà quý vị không biết tiết kiệm cho tương lai ấy, thì vẫn có thể là gì? Bị mất trắng Đấy. Vậy nên là gì? Quý vị cũng cần phải là gì? Có một cái khoản tiền tiết kiệm để dành cho mình trong những lúc khó khăn cấp thiết Cũng như là gì? Để tạo ra cái cơ hội cho mình để thăng tiến trong tương lai quý vị nhé Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão mùi để được trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi. Đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 âm lịch năm 2024. Và trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta sẽ có bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ đạt được cái sự giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. Một là tuổi Thìn, hai tuổi Sửu, ba tuổi Thân, bốn là tuổi Mùi đó là bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh dễ có cơ hội được giàu sang phú quý đổi đời giàu có sau một đêm à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn.